Channel. Xin chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ My Little Pony. Đây là các bạn My Little Pony của chúng ta. Đây là bộ sưu tập đầy đủ của My Little Pony đó các bạn. Đây là công chúa Twilight Sparkle. Đây là Applejack. Đây là Rainbow Dash. Đây là Foolishy. Đây là bạn Rarity. Đây nè Rarity, đây nè Rarity Bonnie. Còn đây là Pinkie Pie. Và những tên tiếng Việt bạn đó cũng rất là hay đó các bạn. Đây chính là lấp lánh. Đây là bánh táo. Đây là cầu vồng. Đây là ngại ngùng. Đây chính là điệu đà. Và đây chính là vui vẻ. Giờ hãy cùng nhau mở ra nhé. Wow, đây là Twilight Sparkle đó các bạn. Trời, nhìn nàng ấy có một mái tóc thật đẹp. Twilight Sparkle là một công chúa đó nha các bạn, rất là thông minh luôn nha. Thì cái bạn này nè, bạn được nữ hoàng phong là sẽ cai trị một vương quốc rộng lớn của My Little Pony. Và bạn ấy có những người bạn rất là thông minh luôn á. Bạn ấy chính là một cô công chúa xinh đẹp và một cô công chúa thông minh nhất để cai trị vương quốc My Little Pony. Rất là đẹp đúng không các bạn? Đây là Applejack. Thì Applejack rất là thích hái táo nữa các bạn. Bạn ấy làm nghề trồng táo. Applejack là một cô bé nông dân đó. Bạn ấy có một khu vườn táo rất là rộng luôn đó. Bạn ấy làm bánh táo các bạn, nên ai cũng gọi nó là bánh táo. Và những món ăn mà nó làm đều làm từ táo hết. Như là bánh mà hương táo nè, rồi kẹo hương táo nè, rồi rất là nhiều thứ hương táo khác. Bạn ấy rất thích ăn táo luôn nha các bạn. Đẹp không các bạn? Đây chính là Rainbow Dash. Bạn này rất là vui vẻ luôn đó nha. Y như Pinkie Pie đó. Tên tiếng Việt bạn ấy là cầu vồng. Vì bạn ấy sống trên cầu vồng đó các bạn. Bạn ấy có 7 sắc cầu vồng đấy này. Thì Rainbow Dash là một cô gái sống trên những tầng mây. Và cầu vồng mỗi khi trời mưa bạn ấy luôn luôn làm cầu vồng xuất hiện đó các bạn. Bạn ấy có, thật ra bạn ấy có một cái bộ tóc 7 sắc cầu vồng rất là đẹp luôn đó. Đó, bạn ấy có một cái đôi cánh rất là dài. Ai cũng rất là yêu thích bạn, là bạn ấy vui vẻ như Pinkie Pie vậy đó các bạn. Đẹp đúng không các bạn? Đây là Foolishy. Đây tiếng Việt của bạn ấy là ngại ngùng. Bạn ấy rất là ngại đấy nha, gặp ai phát là mặt đỏ bừng liền à. Foolishy là một cô gái rất là ngại, mỗi khi gặp ai phát là mặt đỏ bừng liền à. Nhưng mà bạn ấy có một cái làn da và một mái tóc rất là đẹp, rất là phù hợp với bạn ấy. Bạn ấy tuy dù ngại nhưng mà bạn ấy rất là dũng cảm các bạn. Đẹp đúng không? Mình rất là thích Foolishy luôn á. Đây là Rarity Pony. Wow, trông bạn ấy thật là đẹp. Wow, đẹp quá. Ở đây có mặt trời nè, y như công chúa mặt trời luôn. Rarity thì là một cô gái rất là điệu luôn á. Đi đâu là trang điểm điệu đà. Trông vậy thôi chứ không trang điểm bạn ấy cũng rất là đẹp luôn á các bạn. Nhìn bạn ấy có tuyệt vời không? Bạn ấy có một bộ lông rất là trắng nè. Và nó có một cái bờ màu tím rất là xinh đẹp, trải dài xuống lồng ngực. Đó, đó, đó là Rarity Pony. Đẹp không các bạn? Và cô bạn cuối cùng là Pinkie Pie. Cô bạn này rất là vui vẻ đó. Kỳ nào cũng vượt qua nỗi sợ mà vui lên. Giống như anh có đẹp cha đàng hoàng đúng bạn đồng hành đó. Pinkie Pie thì có mái tóc màu hồng. Màu hồng xanh 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 rất là đẹp luôn á. Đẹp không các bạn? Biểu hiệu và nó là những chai bong bóng tỏ vẻ ra rất là vui vẻ các bạn. Pinkie Pie thì không có cánh giống như là Rarity Pony và Applejack đó các bạn. Bạn ấy không có cánh nhưng mà như là công chúa Twilight Sparkle thì sẽ có cánh. Rồi Foolishy, rồi Rainbow Dash sẽ có cánh. Đẹp đúng không các bạn? Đây là công chúa Luna, công chúa bóng đêm. Luna là một cô gái của bóng đêm. Nữ hoàng của Twilight Sparkle đã giải phóng những bóng đêm nhập trong người bạn ấy. Và bạn ấy trở thành một cô công chúa Luna hiền lành. Wow, đó là Luna, công chúa của bóng đêm. Đây là Rarity Pony. Bạn ấy là một
cô gái lần này có thể lắp ráp lần mở cánh ra đấy các bạn. Còn bạn lúc nãy không thể nào. Bây giờ mình đã giới thiệu xong cho các bạn bộ My Little Pony rồi. Đẹp không các bạn? Vậy là chúng ta đã biết được ba bạn cũng có cánh là Rarity Pony, Applejack và Pinkie Pie. Và những bạn còn lại đã có cánh đó chính là Công chúa Luna, Rarity, rồi Công chúa Twilight Sparkle, Rainbow Dash và bạn Boy Shine. Bạn Rarity Pony trước đây không có cánh đâu các bạn, nhưng Twilight Sparkle đã ban cho bạn Rarity Pony một đôi cánh rất là xinh đẹp. Ở đây chính là đôi cánh của bạn ấy. Như vậy chúng mình đã làm xong video về giới thiệu gia đình My Little Pony rồi.